Xin chào cả lớp. Ở trong video này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các cái công cụ mà có thể gọi tiếng Anh là voice typing, và tiếng Việt thì các bạn sẽ hiểu là những cái công cụ mà giúp nhập liệu bằng giọng nói. Vì chúng ta đang muốn thực hành nói tiếng Anh được nhiều nhất có thể, và cũng như là chúng ta rất là cần muốn kiểm chứng xem là cái phát âm của mình ấy thì đối phương người ta nghe có hiểu được không. Cho nên là cái công cụ voice typing thì có thể sẽ hữu ích cho chúng ta trong nhiều trường hợp khi mà chúng ta luyện. Vậy thì các bạn có thể voice typing bằng những cái công cụ nào nhé? Ở đây thì đầu tiên là mình có thể các bạn đã biết đến cái app Elsa. Cái app đấy thì nó sẽ không phải là voice typing mà nó sẽ có những cái phần là hướng dẫn chúng ta phát âm, và nó có thể dùng trí tuệ nhân tạo để nghe và đánh giá xem là những cái phát âm của chúng ta là có những cái phần nào chưa chính xác. Thì các bạn có thể tham khảo, ngoài việc sử dụng cái tài liệu chuẩn hóa phát âm chúng ta đã được cung cấp trong khóa học, thì các bạn cũng có thể dùng thêm app Elsa. Cái đó thì mình không hướng dẫn ở đây. Bây giờ sẽ là các cái công cụ voice typing phần 1 là ở trên máy tính nhé. Khi mà các bạn có internet chẳng hạn, cách thứ nhất là mình sẽ vào Google Drive và mình tạo một cái file Google Doc. Thì trong file Google Doc đó, chúng ta sẽ ấn vào cái mục là Tools, và nó sẽ có cái tính năng là voice typing, hoặc là các bạn sẽ nhấn phím tắt là Control Shift và S. Thì khi mà nó hiện ra cái biểu tượng này này, mình sẽ chọn ngôn ngữ, thì đây mặc định là ngôn ngữ English US là đúng cái mà chúng ta muốn rồi. Thì bạn sẽ click vào để nói, và sau khi bạn click vào thì bạn nói những cái gì ấy, thì nó sẽ phiên ra cái bản chữ cho mình. Thì chúng ta sẽ tập nói những cái câu, những cái cụm từ. Chúng ta không nên tập những cái từ đơn lẻ, bởi vì thực ra là người nghe á, hay là máy nó nghe thì nó cũng sẽ dựa vào bối cảnh nữa. Cho nên là có thể mình đọc một từ đơn lẻ thôi, thì có những trường hợp mình đọc đúng hết rồi nhưng mà nó vẫn không nghe ra được, thì mình sẽ đọc những cái câu mà mình đang tập nhé. The picture shows an office. Đó, đang thì tự nhiên là bị mất mạng cho nên là bị gián đoạn này. Đó là bị phụ thuộc vào mạng. Đấy, thì các bạn có thể thấy là mình dùng voice typing là ở trên Google Doc là một cách trên máy tính. Trên máy tính thì cách thứ hai là sẽ dùng cho những cái bạn nào mà các bạn có sử dụng Office 365. Office 365 thì như vậy là OneNote hay là Office Word của các bạn, nếu mà là phiên bản 365 ấy, thì các bạn sẽ đều có cái tính năng là Dictate. Đó, và Dictate hay là phím tắt nó sẽ là Alt, và cái phím dấu như thế này, nó ở phía trước cái phím số 1 đó. Khi mà các bạn chọn Dictate này thì các bạn cũng chỉnh cái ngôn ngữ là English, đúng không? Bởi vì là nó sẽ có cả ngôn ngữ tiếng Việt nữa. Giả sử như nếu mà các bạn phải gõ những cái tài liệu gì đấy bằng tiếng Việt chẳng hạn, mình có thể ngồi mình đọc ra cho nó, gõ cho nhanh. Thì ở đây là chúng ta sẽ dùng English United States nha. Dấu chấm phẩy tự động hay là không thì cái đấy là tùy các bạn. I can see a woman working at a laptop. Đấy, thì nếu mà mình thấy là nó hiện ra được đúng như cái lời mình nói thì tức là cái phát âm của mình nó đã ở cái mức là khá ổn rồi. Có những cái từ các bạn có thể nói nhầm nhá, nhưng mà nó vẫn nghe ra được, cho nên là các bạn cũng đừng có tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối vào nó, mà mình cũng vẫn phải bám vào cái phiên âm ở trong từ điển. Trường hợp số 3 là vẫn ở trên máy tính nhưng mà các bạn không có Office 365. Cái này chỉ áp dụng cho máy tính Windows thôi, còn mình không có sử dụng máy Mac, cho nên là mình không biết là ở bên Mac thì sẽ có cái công cụ nào nhá. Nhưng mà với các cái máy tính Windows thì chúng ta cũng sẽ có cái phím đó là Windows, nhấn vào phím Windows và phím chữ H thì các bạn cũng sẽ có công cụ chuyển giọng nói thành chữ viết. Và cái Windows H này thì nó sẽ không có tiếng Việt đâu, nó chỉ có tiếng Anh thôi. Đấy, thì let's see, we're gonna try speaking a sentence in English. Đó, thì cái Windows H này nó sẽ tiện ở một chỗ là giả sử các bạn muốn gõ tiếng Anh vào những cái chỗ khác, nó không phải là ở trong Office. Ví dụ như các bạn vào tìm kiếm ở trên Google này, hay là bạn gõ vào bất cứ một cái chỗ nào đó trên máy tính, thì lúc đấy là các bạn dùng cái Windows H này sẽ được. Còn cái Office 365 thì nó sẽ chỉ nằm trong những ứng dụng của Office thôi. Bây giờ sẽ là chuyển sang nếu như mà các bạn đang dùng điện thoại thì sao, các công cụ ở trên điện thoại như thế nào nhé. Ok, ở trên các thiết bị iOS, ví dụ như iPhone hay là iPad, mà chúng ta muốn dùng voice typing thì chúng ta sẽ dùng cái gì? Các bạn vào cái mục, các bạn vào cài đặt chung nhé. Cài đặt chung ở trên máy của các bạn này, và mục bàn phím này, thì kiểm tra xem là cái phần đọc chính tả ấy, mình đã bật nó lên chưa. Nếu mà chưa bật lên ấy, đó, thì mình sẽ bật nó lên như thế này.
mở ghi chú ra, sau đó mình ấn vào hình cái mic ở phía dưới cùng, góc phía dưới cùng bên tay phải của bàn phím này. The man is repairing a bicycle. Nếu như mà nó hiện ra đúng cái mình đang muốn nói thì tức là mình đã đọc ổn rồi. Một cái cách khác đó là các bạn dùng cái app dịch thuật. Cái app dịch thuật nó cũng là một cái mà có sẵn ở trên các thiết bị iPhone, iPad thì phải. Nếu như mà các bạn không có sẵn cái dịch thuật này thì các bạn đi tải về, hoặc là các bạn tải app Google dịch về cũng đều giống nhau cả thôi. Thì mình sẽ chọn cái ngôn ngữ là tiếng Anh. Đó, xong rồi mình ấn vào cái mic mình nói tiếng Anh để xem là nó có phiên ra đúng cái mình muốn nói không. There are three people sitting at a table in the picture. Thế là xong, đúng không? À, ví dụ như vừa rồi mình đọc không cẩn thận hay là như thế nào đó mà nó đã nghe sai, mình muốn đọc there are mà nó lại chỉ nghe là they, thì có thể là there của mình là nó chưa có đủ cái âm R chẳng hạn. À, thì mình sẽ ngồi mình tập lại cho nó chuẩn xác. Còn nếu không ấy, thì nếu các bạn thấy là tra từ điển mình đã đọc chính xác rồi mà nó vẫn phiên âm sai, nó vẫn ghi phiên text sai thì thôi kệ nó rốt, nó chưa hoàn chỉnh. Đó là ở trên điện thoại iPhone. Thì bây giờ sang điện thoại Android cũng sẽ tương tự như thế. Chúng ta cũng sẽ có cái tính năng đọc chính tả trên bàn phím, và cũng như chúng ta cũng có thể dùng app dịch thuật, app Google Translate nha. Đối với các điện thoại Android thì sao? Để mà có cái tính năng đọc chính tả trên bàn phím ý, thì mình nghĩ là các bạn nên cài cái bàn phím Gboard của Google. Thì chắc là Google Bot đấy đúng không? Thì cái bàn phím Gboard này các bạn vào cửa hàng Play và các bạn tải về tên của nó như này. Thì mình đã tải rồi nên là cái bàn phím của mình hiện tại nó đang là bàn phím Gboard rồi nhá. Mình sẽ vào cái mục ghi chú này. Thì xong rồi mình sẽ nói vào trong đấy. Thì ở trên bàn phím các bạn sẽ cứ tìm hình cái mic nha. Tìm hình cái mic là để nói vào. I wonder if the weather is nice today. Nó viết sai cái chữ wonder của mình nên mình sẽ thử tập lại. I wonder if the weather is nice today. Đó, lần này mình đã đọc rất là hẳn hoi nghiêm chỉnh rồi thì cái từ wonder nó ra rồi mà cái từ is nó không ra, thì mình đã check và mình đảm bảo mình đọc đúng rồi thì ok, mình cũng lại lướt và kệ nó. Thì đấy là trên bàn phím của Android. Thứ hai là mình dùng app Google Dịch. Mình dùng app Google Dịch thì mình cũng sẽ chọn ngôn ngữ xong rồi mình nói vào. What are your plans for this weekend? Thế là ok nhá. Đấy là hai cái cách để các bạn có thể dùng voice typing để tập phát âm rồi để kiểm chứng cái phát âm của mình đã ổn hay chưa trên điện thoại.